Là gì? Cái gì vậy? Đau, đau, đau. Bụng quá trời thì luôn. Thì đau, kỹ quá. Giờ bắt đầu quay nè, kỹ quá. Chào mọi người, thì hôm nay tớ được tham gia bởi mẹ tớ. Thì ngày trước á, có một bạn ở bên cái shop này, Hair Cosmetics, gửi cho tớ mấy cái đồ làm mặt này nè, mà tớ không biết xài nên tớ đã đưa chuyên gia tớ. thì nếu mà các bạn muốn mua mấy cái kiểu như mà loại face mask kiểu vậy á, thì sẽ bên đây mặt mẹ tớ sẽ hiện lên một cái hình, có cái trang Instagram đó, và nhớ follow subscribe, nhớ like và follow trang đó để mua mấy cái này. Và một số bạn á, kiểu như đang kiếm cái Facebook của tớ, thì ở bên đây là cái Facebook và ở bên đây là cái Instagram, nhớ follow. Cái gì su 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 m 37 là gì biết. Con tưởng mẹ là chuyên gia mà con đem mẹ quá đấy, mẹ phụ của mấy cái này mà. Là cái này phải tháo kính ra đúng không? Ừ. Ok, tháo kính ra. Cười gì á? Gì? Mất gì cười? Nhỏ đẻ đâu xấu mà giờ xấu dữ rồi trời. Rồi đang đeo mắt kính vô. Ê, con đeo kính này nhìn con hiền quá ha. Đeo kính này nhìn con hiền quá. À, nhìn thấy hơi ngu ngu. Hơi ngu ngu. Ở đây mình có Mickey Essential Mask Sheet. Là sao? Giờ nãy ra phải không? Mình đi để. Làm sao đắp lên cái mặt nó bằng mỗi đầu hết á. Như bánh tráng mè vậy. Dạ, đây. Rồi. Ây á. Ôi trời ơi, nó trắng lên kìa. Ủa, nó sắp thành cái mặt nạ. Ngộ á, mới biết á, xem qua coi. Đúng rồi, mẹ là chuyên gia, mẹ nói mẹ mới biết thì những con có tin tưởng nhầm người không được rồi. Cái gì vậy? Sao nghe giống bột cái gì vậy? Thôi đâu, con coi. Anh coi. Dành ơi, em. Con em cho con coi ơi. Ủa, cái gì vậy coi? What the fuck? Giống bọt cạo râu quá. Bọt nó mặt nạ. Sao để bao lâu? Con đâu biết, mẹ con nó nghĩ gì? Giống khỉ chưa? Ghê quá. What the fuck? Cái này ngộ quá à. Con đâu biết. Hello. Thì đây có ba cái sản phẩm mặt nạ. Thứ nhất là Mickey Essential Mask Sheet. Đây nhá. Cái thứ hai là My Juicy Bottle Mask. Là gì đó, mặt nạ chai nước hay gì không biết. Còn đây là mặt nạ trà xanh. Đây, mặt nạ trà xanh ha. Biết sao biết mặt nạ trà xanh không? Mày nhìn thấy chưa? Té vẹt. Té. Té vẹt. Té. Coi té bằng tiếng té bằng tiếng Pháp là trà. Còn vẹt là xanh lá cây á. Tôi biết là ăn green tea. Trà xanh. Xíu nữa mình mẹ muốn xài cái nào, mình muốn lấy cái nào đắp mặt, cái Mickey hay là cái này, cái này. Cái té vẹt đi. Cái thế vẹt á, ok, cái thế vẹt. Mày đi rửa mặt. Mày đi rửa mặt cái đó. Con chào nội. Ông nội ơi. Nhìn con nè. Mày lấy cái nào cái thế vẹt phải không? Cái đó. Quăng đại đây, xíu nữa nhập. Nhìn như miếng bánh tráng kìa. Nhìn giống như cái bao cơ. Ui thơm quá rồi, thơm mùi trà xanh quá rồi. Trà xanh cũng thơm, trà xanh với thơm gì trời. Đây, chuyên gia đắp mặt nạ, tôi còn không biết mấy cái này xài làm sao. Tiếp theo. Thôi nữa. Còn đâu có cái mặt là phải để này trong 5 đến 10 phút. Ok.
Làm gì vậy? Đang đợi trong lúc đợi. Bất luôn đó. Đây. Ở vô giếng rồi đó. Cứ nếu cái mà không? Lấy khăn lau được không ta? Làm gì? Xà, để cho cái này nó thấm vô trong mặt nè. Đắp mấy rồi. Tưởng nó tự thấm nhé. À đâu? À cái gì vậy? Đây đâu phải massage đâu. Cái đó là mẹ đánh không à. Đắp vô cùi chỏ nè, cho nó mịn nè. Đắp vô chân nè. Dạ. Ồ, tận dụng. Mình như là cái nhất em bé. Gớt. Thì đó là mình với mẹ mình vừa thử hai cái sản phẩm mặt nạ. Một lần nữa thì nếu mà các bạn muốn mua cái sản phẩm như này á, thì trên màn hình sẽ hiện lên cái trang page Instagram của cái nơi mà bán mấy cái này. Và nếu mà muốn follow mình trên Instagram và Facebook á, thì trên màn hình sẽ hiện lên Facebook và Instagram của mình. Cảm ơn mọi người đã xem. Like nếu các bạn thích và subscribe để xem thêm. Và hẹn gặp các bạn lần sau. Stay fabulous.